đại chúng, ái thân, yêu quý cái thân này quá. Hai cái cực đoan, một ý, là xem thường cái thân này, đối xử tàn tệ với nó. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đấy, ông bắt các tỳ kheo rất khổ hạnh, và ông sống, ông gọi là tất cả những cái điều khổ hạnh hơn cả cái đầu đà, hạnh khổ đầu đà. Ông xin với Phật như thế thì Phật không chấp nhận. Chư Tăng tu không phải là lấy khổ hạnh làm chính, không phải đầy đọa tấm thân này để đắc đạo đâu. Đức Phật trước đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã tu khổ hạnh, cực khổ hạnh rồi, đã ngày ăn một hạt đỗ, một hạt mè, một hạt vừng rồi đấy, mà còn không đắc đạo. Cho nên Phật cấm cái thái cực thứ nhất là cực đoan khổ hạnh, đầy đọa tấm thân này là không đúng trung đạo của đạo Phật, không thể đắc đạo được với một cái tấm thân mà tàn tệ như vậy, cho Phật cấm. Thế nhưng cái thái cực thứ hai, cái cực đoan thứ hai lại là yêu chiều thân này quá, và chăm nó hết lòng vì nó, và làm nô lệ cho cái thân này, cũng lại là sai, Phật cũng không chấp nhận. Tức là quá hưởng thụ, đam mê cho cái thân này, lại là sai. Cả cuộc đời chỉ làm nô lệ cho cái thân này thì là sai quan điểm rồi. Cho nên cái này Phật cũng bác bỏ nhé. Không quá khổ hạnh đầy đọa, không quá hưởng thụ dục lạc đam mê, hai cái trái này trở về trung đạo. Giống như cái người, thầy lấy ví dụ đấy, giữa biển ôm cái xác tử thi, bảo quý nó cũng không phải, mà bảo ghét nó cũng không phải, nghe không? Mà tôi cần nó, sử dụng nó đúng mục đích, đúng vị trí của nó. Cái thân này tôi muốn cho nó được sống khỏe, sống mạnh, sống hết tuổi thọ của nó để tôi tu, nghe không? Đấy, bây giờ mấy anh mà nó đi nghiện thuốc phiện đấy, rồi nó đi chơi buông lung, nó làm tàn phá thân thể này, đấy là nó phá cái thân này. Thì giống như người đi thuyền trên sông mà lại đục thuyền ra cho nước nó chảy vào, là người lại chết chìm. Đấy, còn chúng ta là đệ tử Phật thì đối với cái thân này chúng ta phải hiểu rất rõ, vẫn giữ gìn nó, bảo trọng nó, nghe không? Để cho nó được khỏe, được mạnh, được lâu dài, để chúng ta còn có cơ hội mà tu tập chứ. Chết rồi một cái là nghiệp nó dồn đến, đọa xuống làm ngạ quỷ, làm sao có cái điều kiện tu đấy. Vào ngạ quỷ thật khó tu, hoặc chết cái thần thức xuống địa ngục, vào địa ngục làm sao tu. Còn thân người thì còn lui tới, còn có thể gặp được chánh pháp để mà tu tập, chứ mà bỏ thân người rồi thật là khó khăn được trở lại đó. Cho nên phải giữ gìn bảo trọng cái thân này, nhưng mà nếu mà đắm đuối vì nó lại cũng là sai, nghe không? Tô điểm đắm đuối nó là sai hoàn toàn, lại cũng lại sai, mất thời gian vì nó nhiều quá, nghe không? Cho nên đối với các thầy ấy, chỉ ba cái y là đủ cho nó rồi, nghe không? Một bình bát để ăn cơm, xin cơm ăn là đủ rồi, thuốc men có rồi, thế là xong. Thế cho nên ấy, chư Tăng thì thấy cần đủ thôi, nghe không? Có thể hơi thiếu một chút đấy, gọi là tam thường bất túc, ăn mặc và ngủ không phải là dư giả, vừa đủ là được, đủ để nuôi thân này, đủ để giữ cho nó khỏi nóng khỏi lạnh là được rồi. Đấy, thưa đại chúng, rất đơn giản nha. Thầy vẫn nói các sư nhà mình đấy, ai cũng có một cái giường hòm nha, chết rồi cũng do một cái hòm giống như thế, thế là xong, rất đơn giản. Cuộc đời gói gọn trong cái hòm thôi, ngủ thì nằm trên cái hòm đó, chết rồi cũng một cái hòm như thế cho vào, xong rồi. Ba bộ quần áo này rất đơn giản, một cái bình bát thật nhẹ nhàng nha, không có lo gì cả. Đấy, nó rất nhẹ nhàng nữa. Thì nguyên cái nếp sống của người xuất gia như thế, nó đã tạo cho người ta được cái thoát rồi đấy, nó đã giải thoát được khá nhiều rồi đấy. Đại chúng thấy không? Đấy, như chị em phụ nữ ở nhà giờ 40-50 bộ quần áo, nghe không? Giày dép là mấy chục đôi, không biết là xỏ đôi nào, nghe không? Thế rồi đủ thứ trang điểm, rất là vất vả, mệt lắm với những cái thứ đấy. Đó, bây giờ thì nghĩ là làm Phật tử thì đã đỡ rồi đấy, đúng không? Chứ còn trước đây là quần nọ áo kia, giày nọ dép kia, đủ thứ trang điểm, hết sức vất vả, đi đâu là hết sức phức tạp, rất là lâu. Nguyên cái thời gian gọi là trang điểm nó mất bao nhiêu thời gian rồi, mà chạy ra lượt lướt ra lướt vào xem thế nào, nhà áo này được chưa, quần này vừa chưa, đủ thứ. Đấy là cái không giải thoát rồi đấy, rất khổ đấy. Cho nên chúng ta tu học Phật chúng ta đỡ đi rất nhiều nhé. Thì như vậy thưa đại chúng ấy, đối với cái thân xác này, quan điểm của đệ tử Phật là không đắm đuối vì nó, không làm nô lệ cho nó, nhưng cũng không buông tuồng nó, nghe không? Không tàn nhẫn với cái thân thể chúng ta, phải yêu quý nó nha, không đầy đọa tâm thân này.
ai đày đọa tấm thân này cũng là sai, mà phải biết giữ gìn nó, này bảo trọng nó để nó làm cái thuyền cho mình vượt qua qua biển khổ, qua sông mê, nghe không? Đấy, ta nhớ cái thân này như con thuyền chúng ta đi qua biển khổ, ta phải nhờ nó. Đấy, thì đối xử với nó như thế nào là chúng ta phải biết. Như cái xác ở trên biển mà ta vớ được, ta chết, ta bị đuối nước ta vớ được, nghe không? Thì ta bám được vào nó, ta đối xử nó như thế nào, phải giữ gìn nó. Đấy, như thế nào. Đấy, các thầy đi tu cũng thế, không xem thường cái thân này, cũng không yêu quý nó, biết đúng giá trị của nó, đặt nó đúng vị trí. Nghe không? Thân này tôi mượn nó để qua qua biển khổ, tôi dùng nó thế. Nghe không? Cho nên nhà chùa vẫn có phòng y tế, chứ mà đi tu rồi bảo không cần khám bệnh, không cần y tế, không đúng đâu. Mình vẫn còn trải nghiệp cũ mà, làm sao hết được. Có nhiều người đấy, thầy nói vui, có những người nghĩ là đi tu nghĩa là thành thánh hết rồi. Đấy, thầy kể cái câu chuyện ngày xưa lâu lắm rồi, hồi Hòa Thượng Trúc Lâm ấy, Hòa Thượng Thích Anh Từ mới ra Bắc ấy, đi về Bắc Ninh chỗ tổ Huyền Quang ấy, cái chùa Đại Bi thăm. Thế rồi thì lúc mà Hòa Thượng mới nói thầy là cho Hòa Thượng đi vệ sinh. Thế thì là có mấy cô, mấy chú Phật tử đấy, ô, thế Hòa Thượng vẫn đi vệ sinh à? Cứ nghĩ Hòa Thượng là không phải đi vệ sinh nữa. Nghĩ nó là thành cái người gì? Nghe không? Hòa Thượng cũng bình thường như chúng ta, có ai đâu. Nghe không? Nghe. Giống như Đức Phật cũng thế, Ngài cũng đi vệ sinh bình thường chứ có sao đâu. Nghe không? Chứ không thì Ngài thành cái người gì? Ngài có phải là quái nhân đâu. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng nhé, để chúng ta hiểu. Chúng ta, Đức Phật là một con người chân thật như chúng ta, nhưng mà Ngài khác chúng ta về đức hạnh và trí tuệ. Ngài đã viên mãn, các công đức của Ngài đầy đủ rồi. Nghe không? Khác chúng ta chỗ đấy thôi đấy. Chứ còn thân thể cũng là xương thịt như chúng ta thôi. Nghe không? Nó đầy đủ như thế đó. Nhá. Thế thì chúng ta biết giữ gìn, bảo trọng cái thân này, đặt nó đúng vị trí, dùng nó để tu hành, không đầy đọa nó, nhưng cũng không yêu chiều nó, cưng chiều nó quá, cũng không cần thiết. Nghe không? Đặt nó đúng vị trí của nó. Wow. Phát huy hết giá trị của nó. Thầy vẫn nói vui là giống như bố mẹ cho chúng ta cái xe máy, chúng ta phải dùng cái xe máy này hiệu quả nhất. Thì cái thân này là cái xe máy mà được cha mẹ cho chúng ta cái thân này. Ta dùng cái thân này ở trên đời làm sao hiệu quả nhất. Có người dùng xe máy để đi đua xe, đánh võng vào ở trên đường, rồi tai nạn cho mình chết cả người. Đấy, đấy là một kiểu dùng. Còn người ta dùng xe máy, người ta đi buôn, đi bán, kiếm được ra tiền nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi cả nhà, xây dựng được cơ nghiệp, cũng là cách dùng xe máy. Vậy cái thân này cũng thế. Có người dùng thân này để vào những trò vui, phá nát cuộc đời, nghe không? Có những người dùng thân này làm được bao nhiêu sự việc lớn lao, lợi ích cho bao nhiêu người, cũng một tấm thân này thôi. Đấy, đại chúng thấy không? Chúng ta cũng tấm thân này thôi, cũng một tấm thân mấy tấc này thôi, nghe không? Có khác đâu. Bác Hồ chúng ta cũng cái tấm thân như thế này thôi mà làm nên sự nghiệp lớn không? Đấy. Vua Trần Nhân Tông cũng tấm thân như mình thôi. Đấy, vậy giờ cái thân mình như thế nào? Mình phải dùng nó thật là hiệu quả nhất, phải tính toán dùng nó hiệu quả nhất đấy. Đấy, quán về thân phải quán như thế. Không để thân này rông rỡ, buông lung, lười biếng, dùng nó hiệu quả nhất. Từng ngày, từng giờ cái thân mình phải sinh ra lợi ích. Có phải thế? Thì ai chăm chỉ biết dùng cái thân này đúng, bảo dưỡng nó, dùng nó cho tốt, hiệu quả nhất cuộc đời này. Vẫn là tính hiệu quả, đúng không? Hiệu quả nhất cái thân này đấy, dùng làm sao cho hiệu quả. Đến cuối đời nhắm mắt là mình có được một cái kho phước thật lớn do cái thân này sinh ra. Thế chứ còn cũng một đời, sống 70 năm trên đời, kết thúc cuộc đời chả có gì, hai tay trắng ra đi. Thì có đúng là chúng ta thiệt thòi không? Rất là dại, đúng không? Đấy, phải dùng thân này lợi ích nhất. Đấy, là đệ tử Phật phải nhìn về thân mình như thế đấy. Quán chiếu thân này và dùng thân này như thế nào cho lợi ích nhất. Bỏ công cha mẹ sinh ra mình, đúng không? Đó, bỏ công sinh ra mình, nuôi mình như thế mà mình làm chả hiệu quả gì cả. Đó, thì chúng ta phải tính làm sao đấy. À, có trí tuệ, dùng thân này để mà cho được lợi ích nhất. Đó.